Và hãy tưởng tượng đi ạ, một đơn hàng tính trung bình mức lợi nhuận thấp nhất là chúng ta đạt được là 50.000 này, 10 đơn hàng chúng ta có thể có 500.000 và 30 đơn hàng chúng ta có thể tạo ra thu nhập là 1.500.000. Và tất cả điều đó chỉ thực hiện trong vòng 3 ngày với quy trình 3 bước của Mini Garden. Gần đây Ngân nhận được rất là nhiều câu hỏi các chị em, đó là sau dịch thì công việc của các chị bị ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì do dịch nên là khó đạt được chỉ tiêu KPI của công ty, hay là công ty thậm chí còn cắt giảm giờ làm khiến cho cái lương của các chị không được cao như trước đó, dẫn đến ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống rất là nhiều. Và cũng như vậy, rất là nhiều chị quan tâm đến việc là làm thêm ngoài giờ kinh doanh online, và các chị hỏi rằng là Ngân ơi, nhân viên văn phòng có kinh doanh được không? Thì trong clip này Ngân sẽ trả lời cùng các chị nhé. Ok, trước khi bắt đầu thì Ngân lưu ý các chị một số điều để chúng ta có thể kinh doanh thành công hơn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm giúp Ngân về sản phẩm. Về sản phẩm thì đầu tiên là gì ạ? Là chất lượng của sản phẩm. Bởi vì khi chúng ta bán hàng thì những người mà ủng hộ chúng ta đầu tiên, mua hàng của chúng ta đầu tiên thường là những người bạn bè của chúng ta. Và nếu như cái sản phẩm đó không chất lượng thì vô hình chung nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của các chị rất là nhiều. Và sản phẩm đó chúng ta cần lựa chọn sản phẩm chất lượng, có đầy đủ pháp lý, giấy tờ pháp lý. Và sản phẩm đó chúng ta nên là sản phẩm đã trải nghiệm rồi để có thể kiểm chứng được chất lượng của sản phẩm. Thứ hai là giá thành của sản phẩm. Với tệp văn phòng thì đa phần là mức thu nhập của các chị là mức bình dân thôi, và chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm có giá thành bình dân, thì như vậy chúng ta mới dễ dàng bán cho tệp khách hàng của chúng ta được. Và thứ ba đó là sản phẩm đó có được marketing đầy đủ hay không. Khi các chị bán sản phẩm đó mà các chị thấy rất là nhiều những thông tin, hình ảnh những người nổi tiếng sử dụng là sản phẩm đó được marketing tốt, và sản phẩm đó chúng ta bán vào thị trường sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, những sản phẩm không được marketing, nó yếu về khâu hình ảnh thì các chị sẽ bán khó hơn rất là nhiều. Đó là một số yếu tố để các chị lựa chọn sản phẩm. Lựa chọn sản phẩm thành công cũng giúp cho các chị thành công đến 80% rồi. Tiếp theo là lựa chọn nơi mà mình sẽ hợp tác bán hàng. Khi mà các chị nhập hàng về bán thì chúng ta chắc chắn sẽ phải nhập hàng từ một nguồn nhập nào đó. Và với nguồn nhập này, cái cách lựa chọn nơi nhập hàng các chị sẽ quyết định cái việc bán của mình có dễ hay không. Bởi bản chất chúng ta là dân văn phòng, chúng ta chưa hề biết về kinh doanh, chúng ta cũng chưa biết cách làm sao để có thể bán hàng trên trang Facebook của chúng ta hay trên mạng hiệu quả cả. Và vì vậy chúng ta sẽ cần quan tâm cái nơi mà chúng ta nhập hàng, công ty đó có cái đội ngũ đào tạo, có các quy trình, có các chiến lược tiếp cận thị trường để hỗ trợ các chị bán hàng hay không. Nếu như quy trình có sẵn, việc của chúng ta là gì ạ? Chỉ cần hiểu sản phẩm, chỉ cần trải nghiệm sản phẩm đó thôi, và chúng ta áp dụng những công thức quy trình đó là chúng ta có thể bán được hàng rồi. Còn ngược lại, khi mà công ty đó không có những cái quy trình đào tạo như vậy thì chúng ta sẽ phải tự cố gắng, tự học hỏi, tự bơi từ đầu, và chúng ta sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và Ngân dành tặng cho các chị một câu, đó là sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực. Nếu như chúng ta lựa chọn đúng thì chúng ta đã quyết định đến 80% cái thành công của công việc kinh doanh của chúng ta rồi. Và ở Mini Garden chúng tôi thì Ngân có một bộ quy trình để giúp cho các chị, đặc biệt là các chị văn phòng, chúng ta có thể bán hàng tốt nhất. Ngay trong vòng 3 ngày thôi chúng ta đã có thể bán ít nhất là 20 sản phẩm, và chị nào nỗ lực và cố gắng thì chúng ta đã có thể bán được từ 30 đến 50 sản phẩm, tạo ra thu nhập đâu đó khoảng 1 đến 2 triệu trong vòng 3 ngày rồi. Và quy trình này thì Ngân đã có sẵn và sẵn sàng chia sẻ với các chị nếu như các chị quan tâm. Nếu quan tâm chúng ta có thể để lại comment và nhân viên công ty sẽ liên hệ tư vấn và gửi quy trình cho các chị nhé.